chú anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Ông ấy nói như nào? Mà em bảo là con cho lấy về liệu sang đất còn nó. Sang đất à, là mình đi qua không cho mình chở đi qua đúng không? Vâng. Cháu được xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả Mạnh Thường Quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì hai anh em lại tiếp tục đi vào nhà của em Sử cô bác. Và hôm nay thì dạy ra khá là vui mừng cô bác khi mà cháu Lực nhìn thấy đã có những cái tia nắng mà chiếu xuống những cái cung đường thì nó cũng đã dần dần khô rồi. Có thể là chiều nay về thì cháu Lực sẽ đi ra và làm được hợp đồng với thợ, rồi thì cháu Lực sẽ tiến hành là gọi vật liệu vào các bác. Bây giờ thì cũng đã mới có 9 giờ thôi các bác, mới có 9 giờ thôi thì mặt trời cũng đã lên rất là cao và cháu Lực nhìn thấy là cũng rất là nắng nóng rồi các bác. Đấy, rất là may hôm nay đi hai anh em đi lên thì có mua cho Sử với lại ông là thêm ít thức ăn nữa luôn các bác. Và cháu Lực cũng dặn với em Sử rằng là mỗi lần cháu Lực lên thì nếu mà có thì cháu Lực sẽ mua lên cho các em. Còn cái phần tiền của bà An Phạm thì cháu Lực cũng đã đưa cho em Sử một nửa rồi. Và một nửa còn lại thì cháu Lực cầm. Và có thể là cháu Lực gặp những cái có thể là cháu Lực lên thì cháu Lực sẽ mua thức ăn cho ba con cháu luôn. Và nếu mà cháu Lực lên thì không có gặp người ta bán ấy, thì cháu Lực sẽ lên và em Sử là tự đi mua các bác. Ngày hôm nay thì đi vào các bác thì trời cũng đã hưởng nắng lên rồi. Và cái cung đường mà đi nhà em Sử ấy thì cũng đã dần là khô rồi các bác. Thì rất là mừng các bác ạ. Cái chỗ nền nhà của ba ông cháu của bác thì có thể là lấy vật liệu hơi vào khó một chút, nhưng mà bù lại ở đấy thì sau này mình tận dụng lại được những cái cây mà chống những cái tấm ván ấy thì nó sẽ ở xung quanh nhà luôn. Và sau này thêm thứ nhất nữa thì nó cũng ở gần ruộng nương nhà các em của bác, chứ để mà tránh mà làm nhà ở ra xa xa quá thì sau này các em đi vào đây làm ruộng thì các em lại ngồi xe máy vào đây, sợ là có khi là mình ra đây thì ở bên kia lại có khi là mình bị mất đồ gì đấy các bác. Ấy nền nhà của các em thì mặc dù đã đào được gần một tháng rồi các bác, nhưng mà chỗ này cháu Lực cũng nhìn thấy là chưa có những cái vết rạn nứt nào, cũng chưa thấy có những cái chỗ nào bị sạt xuống rồi các bác. Ở đây có nguồn nước này. Ở đây thì có một cái nguồn nước. Cái nguồn nước này thì nó sẽ chảy từ độ từ tháng 6 đến tháng 11 thôi. Ở đây thì bạn Hiệu mới lên ấy thì bạn ấy còn chưa có biết về cái nguồn nước này cho lắm cô bác. Cũng có rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực rằng là có cái nguồn nước ở chỗ này thì các em thì sau này sẽ rất là tiện cho các em. Và cái hướng nhà của các em cô bác thì sẽ là đi vào hướng kia luôn. Còn cái cửa chính của nhà các em sẽ đi vào đây. Và cháu Lực sẽ làm một cái cửa phụ ở chính cái chỗ Lực mà đang đứng đây cô bác này để đi vào nhà luôn. Ông nọ thì cháu Lực với em Sử là chỉ có đào được một chút thôi cô bác này, đào để gọi là để đất với lại để cắt với lại để sỏi không cho nó bị trôi thôi. Ông nọ thì bao cháu trồng cỏ cho nên cô bác này để cho cháu ăn đấy thì cũng đã lên rồi ấy, lên rất là tốt luôn. Bây giờ thì cũng có một người bạn đồng hành cùng cháu Lực, cho nên là những cái thước phim mà cháu Lực đi chia sẻ đấy thì cháu Lực sẽ không có đồng hành một mình nữa. Trước kia thì có em Sử là hay đi cùng cháu Lực với cô bác, nhưng mà do là tính chất là công việc ở trên nhà của em Sử ấy thì cũng đến mùa gặt thì em ấy không thể đi được với cháu Lực được. Ôi, Sử là đang gạt này. Ồ, đang gạt cái lỗ phần lỗ nếp ấy cô bác. Còn cái phần lún nếp của nhà các em ấy cô bác thì không phải là năm nay có cái những cái hạt phân bón vào thì nó
tốt ở cây đâu cô bác, là nó bị ảnh hưởng ở một cái cơn bão nào đấy, thành ra là nó bị đổ. Những cái bông lúa thì nó rất là đầy đặn luôn cô bác. Hôm nay thì nhìn vào đi ra không trời bên kia, cho Lực nhìn ra không trời bên kia cô bác, cho Lực rất là vui mừng khi mà có những cái ánh nắng như này, thì cháu Lực sẽ lấy được vật liệu vào sớm hơn. Ô, phải ta lấy nhá là ta xử con khâu ra chơi nữa. Ồ á, ra phang á. Ồ ừ, thế nữa mà xử xử ơi, thịt này để đâu ấy, thịt này để đâu ấy, để trong nhà xử thì đang ở dưới kia gặt lúa này cô bác này. Lấy treo lên cao là được rồi. Chỉ treo lên cao thôi. Trong nhà của ba ông cháu thì bây giờ đang đóng cửa đấy cô bác. Cái chỗ mà sạp phơi thóc của các em thì bây giờ cũng đã làm xong rồi cô bác này. Thì nắng thì các em sẽ dùng để phơi đấy luôn. Cũng có rất là nhiều cô bác bảo với cháu Lực rằng là tổ ong ở trong nhà ấy là lọc ấy cô bác. Thực sự ra thì nó đúng là lọc thật, nhưng mà cái trên này là cái chỗ mà dùng để các em dùng để bao cháu để phơi thóc ấy. Nếu mà lên trên mà không may là nó bị đốt quá ấy, thì thành ra là bây giờ phải đuổi nó đi. Hôm nay lại gạt ở chỗ này à? Ồ, hôm nay thì có ông hộ làm thôi à? Có thanh niên nào hộ đây? Thuê là hộ? À, thanh niên Vân à? Ồ. Rồi anh chào Sử, chào Vân nhá. Vâng, chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, thanh niên Vân này là hầu như là hôm nào cũng ra hộ đấy. Vân này thì hộ hôm nay thì hộ lấy công hay là hộ như nào? Hộ thôi. Hôm nay hộ thôi à? Ôi, vẫn là hộ thôi. Đấy, thanh niên Sử này thì thanh niên Vân thì hôm nào là cháu Lực lên thì cháu Lực cũng bắt gặp em nên là đi ra hộ cả. Hôm nay thì bây giờ ông đang cắt à? Ông với Vân là cắt à? Vâng. Đổ hết rồi chỗ này ấy. Đấy. Nó đổ như này thì rất là khó này cô bác này. Năm sau thì mua mới tốt cho nhá. Vâng. Sau mua mới tốt cho thì nếu mà mua mới tốt thì cô bác cả bản này thì có nhà sửa là khó rồi. Đấy, ông thì rất là chăm chỉ này cô bác này. Đi ra bên này để gạt nguyên cái bông lúa thôi, nó bị đổ hết rồi ấy. Hôm nay thì gạt chỗ này hết không Sử ơi? Không biết được. Hôm nay không biết biết à? Nó đổ quá nhờ. Vâng. Đổ gạt khó. Nay mà hôm trước ở đây không có đổ là chỉ lấy nguyên cái bông của nó thôi đúng không? Vâng. Anh nhưng mà bây giờ nó đổ là không có lấy được nữa. Đau quá. Đó. Vân mấy hôm nay ở nhà làm gì Vân? Không làm gì à? Thank you.
ăn cơm chưa? Sáng chưa? Ăn. Có hai cái liềm. Vân đi chịu ở nhà có cái dao không? Hả? Con dao không? Có ạ. Con dao á? Thế bây giờ em sẽ lấy con dao cho anh mượn chứ nhá, để anh đập cho. Nhá. Vâng. Có vẻ là cắt hơi khó một chút cô bác này. Hôm nọ mà không có báo ấy, thành ra là sẽ phải cắt đến đây thôi. Xong là mang thành chùm để đi phơi ấy. Chỗ này thì chắc rơi vào được tầm 2 bao thôi. Vân đi sáng nay ra từ mấy giờ? Ra hộ mấy giờ? Tối hôm qua ngủ với Sử luôn à? Ừ. Ồ. Thanh niên Vân là bao giờ đi làm ấy? Chưa biết được. Chưa biết à? Hôm qua bảo anh là ngày 15 à? Ừ. Hôm qua ấy. Hay anh em mình lên rừng đi tìm ông đi nhở? Tìm ông về bán đi. Hả? Đi theo Sử. Sử biết kinh nghiệm mà. Sử kinh nghiệm dày dạn. Sử thì chắc bao giờ phải làm nhà xong mọi cái thì chắc em lên trên rừng tiếp tục là đi tìm ông cô bác ạ. Thế ở nhà thì nếu mà sau này mà cái tiền quý của nhà Sử còn dư ra ấy thì sẽ để làm kinh tế cho Sử. Buổi sáng sớm mà nếu mà không ăn sáng mà đi ra đây đập luôn thì có vẻ là rất là mất sức ấy. Ây da. Theo Vân thì thời tiết như này nắng độ bao lâu? Này á? Ờ. Em có biết không? Em chưa biết. Biết à? Dê luôn bên này lên phát điện đường được à? Nung rút à? Vừa rồi cháu lực hỏi ông là xem ông là người lớn tuổi có biết là thời tiết còn là nắng lâu không? Thì ông bảo là cũng không biết đoán trước được mùa này ấy. Đây cho anh mượn dao nhá. Bây giờ thì một mình em đập nhá. Đây thì để anh với Sử với ông là cắt này. Cái này thì vẫn để làm cỏ chứ cái này anh. Hả? À đây, à rồi. Đây, thế cắt của anh đi. Thế anh với ông cắt lúa nhá. Vẫn là cắt cái thân của nó nhá. Vân thì có nghi yêu chưa nhỉ? Vân chưa có nghi yêu à? Người yêu bỏ em rồi à? Làm gì mà người yêu bỏ? Người yêu bỏ có buồn không? Không. Người yêu mà bỏ mà buồn thì đúng là không biết nói gì nhỉ? Một thằng đàn ông bỏ thì thôi. Thế bây giờ phải lựa từng cái bông một này cô bác này. Tại vì là nó đổ xuống hết ấy. À, cắt nó rất là khó. Hôm nọ Sử thuê cái gì hết tiền chưa? Cái chỗ thuê đấy. Hôm nọ anh đưa tiền cho Sử thuê người gạt đấy hết chưa? Hết rồi ạ. Hết rồi à? Làm mua thức ăn nữa là hết rồi đúng không?
Ông nọ thì cũng được là bà An Phạm ấy gửi tiền cho cháu Lực để cho cháu Lực đưa cho em Sử, là cho em Sử đi tìm người về để em ấy gạt đấy cô bác. Đấy. Đây thì cháu Lực cũng đã nói với bà rồi rằng là cháu Lực muốn đưa đúng cái số tiền đó cho em Sử luôn, để cho em Sử là tự đi tìm và đi tìm người thuê để sau này cho em ấy cháu Lực sẽ rèn luyện cho em một cái tính là tự biết mà mình phải giả cho người ta là một ngày bao nhiêu tiền công ấy để cho nó hợp lý ấy. Chứ không bây giờ mà cái gì cũng để hộ, bây giờ cái gì cũng làm cho em hết rồi thì sợ sau này rằng là em ấy sẽ không có biết đấy cô bác. Bị ảnh hưởng ở những cái cơn báo này thì không ai muốn cả. Còn về cái phần cái cây lúa mà thấp thấp ấy cô bác, giống lúa đấy là lúa lai ấy cô bác, thì nó không có bị làm sao cả. Hải thì đi học từ sớm rồi à Sư? Hôm nay thì là ngày đầu tuần đấy, Hải thì đi học từ từ sớm rồi cô bác ạ. Ui cái này cái gì đây? Vỏ gì đây? Như kiểu vảy cá ấy nhỉ? Vân có biết vảy cá không? Hay Sử thì bảo là có một câu chuyện mà muốn kể cho cháu Lực nghe không bác? Thì bây giờ mà anh em cứ làm tiếp đã một tí nữa thì lúc mà anh em nghỉ ấy, thì cháu Lực sẽ bảo em Sử kể cho cháu Lực nghe lại cùng tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng biết. Nói là ở trên vùng cao không bác, khi mà các bác uống rượu vào ấy thì không có biết cái lý do mà mình nói ra nó có đúng hay không, cứ nói toạc ra thôi. Ở nhà không làm gì đâu. Ở nhà không làm gì à? Gạt lúa xong là mình không làm gì nữa đúng không? Nhà Vân thì có mấy anh chị em ấy nhỉ Vân à? 11 người à? Ồ cũng khá là đông người ấy nhỉ? 11 người luôn. Vân là người con thứ mấy? Con thứ tư. Con thứ tư à? Thế còn mấy em nữa nhỉ? Thế mình đi làm thế này thì hàng tháng mày có gửi tiền về cho bố mẹ để nuôi các em không? Đi làm á? Có à? Ôi chỗ này to quá, Sử ơi này. Có vẻ anh cắt hơi dài rồi nhở? Anh cắt ngắn lại tí.
Ui, giờ cắt phải tay rồi này. Sáng đi thì không biết là nhà của các em là gạt hay cô bác, thì mua bao tay cho các em thì mua bao tay lên thì đeo nó sẽ không bị ấy. Anh bị cắt phải tay rồi. Dao cắt một vết bé tí thôi, nhưng không có ảnh hưởng đến vấn đề gì cả. Ui, cái chỗ này đẹp phết đây này. Cái chỗ nào là không có bị đổ của bác à, rất là đẹp luôn. Cám ở đây, xíu ơi. Cám ở đây. Đây. Ông với Vân thì đang cắt một chút cô bác. Cắt để một tí nữa cháu Đực với lại em Sử sẽ đập. Hôm nay thì ra đây Vân hộ từ sớm à. Vân ra hộ như này thì sau này mình có trả công Vân không? Không ạ. Không à? Ra hộ thôi à? Vâng. Vân là giúp mình không đúng không? Dạ. Đây có vẻ nói là Vân là một người bạn của em Sử cô bác. Nhà mình gặt thì ra hộ nhà Sử. Đến bao giờ nhà Sử gặt hết thì mới thôi đúng không? Vâng. Như vừa rồi thì em kể với anh rằng là có một bác là uống rượu say nói em bảo là không cho lấy vật liệu đi qua đất của nhà ông ấy à? Vâng. Ở phải cái đoạn đi đằng sau điểm trường kia một tí không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế nhưng mà cái đất đấy là đất của nhà bác đấy à? Vâng. Đất của nhà bác nhưng mà bây giờ đáng nghe là cái thôn mình người ta nhà nước cho vào ấy, thì làm sao mà ông ấy dám nói như vậy được. Lúc đấy ông ấy say rượu không? Có. Say rượu nói à? Vâng. Ông ấy nói như nào? Mà em bảo là con cho lấy về liệu sang đất bọn nó. Sang đất à, là mình đi qua không cho mình chở đi qua đúng không? Vâng. Đấy có vẻ là thưa cô bác, mấy bác ở trên bản ấy thì nếu mà có một tí rượu vào, một tí men vào thì phát ra những cái lời nói mà nó không đâu vào đâu cả, rất là vô lý luôn ấy. Nhà bác thì ở gần đấy không? Có. Em biết bác đấy chứ? Biết ạ. Lúc mà không say rượu thì mới nói, lúc mà không say rượu thì không nói đúng không? Vâng. Say rượu vào mới nói đúng không? Vâng. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mình lấy vật liệu qua thì có bị làm sao không? Không sao đâu. Không sao đâu à? Vâng. Là ông ấy chỉ gọi là lấy cớ để nói mình đúng không? Vâng. Mình chắc là cũng là cái lý do rất là đơn giản đó các bác, là ghen tị nhau. Hôm nay thì trời nắng hôm đầu tiên rồi nhỉ. Vâng. Hôm qua hôm kia thì mưa khá là nhiều. Thế còn cái vụ việc mà Sử bảo với cháu Lực rằng là có một người bác uống rượu say ấy đi vào và nói Sử vào tận nhà hay là gặp ở ngoài kia nói? Gặp ở ngoài đó. Gặp ở ngoài kia nói à? Vâng. Là lúc đấy là em đang đi xe máy về à? Vâng. Thế là bảo là đất này là đất của nhà tao thì tao không cho mày lấy vật liệu vào à? Vâng. Là đất đây vẫn phải đất của nhà ông ấy đúng không? Vâng. Đất của nhà ông nhờ bây giờ cũng đã được bên thôn với lại bên xã người ta gọi là cho mình lấy đường vào đây rồi đúng không? Vâng. Thì trong thời gian tới thì cháu lực nghĩ là sẽ được đường này là đoạn đường vào nhà của em Sử ấy cô bác cũng sẽ phải đào lên. Đào rộng ra và người ta đổ bê tông ấy. Ở đây thì cũng có khá là nhiều hộ dân ấy, có tận là mười mấy hộ cơ nhỉ. Vâng. Chỗ này ấy. Vâng. Đấy không phải là ít đâu. Thế thì sau này bên nhà nước người ta sẽ tính toán để cho dân ngày một là phát triển hơn. Thứ nhất là bây giờ muốn dân phát triển thì phải phát triển đường đã, thì mới mọi cái thì dân đi lại thì mới tiện đường. Chú ấy còn nói gì thêm không? Không, chỉ nói thế thôi ạ. Chỉ nói thế thôi à? Vâng. Nói một lúc hay là nói lâu? Lúc vâng. Mà em đang đánh bóng chuyền ở bên kia à? Vâng. Đánh bóng chuyền ở bên kia là ra đúng không? Vâng. Thế bây giờ thôn này thì chắc là ai cũng biết là nhà em là chắc chuẩn bị làm nhà đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ nền thì anh em mình cũng đã đào sẵn rồi. Và đến chiều tối nay thì anh sẽ đi làm hợp đồng với lại cái anh mà làm xây dựng ấy. Vâng. Thế bây giờ thì mình cũng phải làm hợp đồng
nó đâu vào đấy rồi. Có video đầy đủ thì sau này có cái chuyện gì xảy ra thì mình mới dở lại cái video đấy ra. Vâng. Mình có quyền để mà nói. Đấy, à. Chứ không bây giờ không mình không làm được không như trên em ở đây làm hợp đồng bằng mồm đâu ấy. Vâng. Đây lập được hợp đồng bằng mồm là biết hợp đồng bằng mồm là cái gì không? Không biết ạ. Không biết à? Là mình nói bằng mồm ấy, nói xong là xong ấy. Vâng. Đấy, còn là cái hợp đồng mình viết ra giấy ấy, thì viết ra nó có chữ ở đấy. Vâng. Câu chuyện hôm nay của bác, hôm qua thì xử hôm nay sáng nay thì cháu Lực lên thì xử có điện cho cháu Lực nói như vậy. Đấy, thì cháu Lực mới lên và hỏi xem thực hư là cái câu chuyện của ông của cái ông mà say rượu ấy nói với xử như vậy ấy. Thì chắc chắn là cái điều này là ông ấy chỉ gọi là say rượu vào để nói lung ta lung tung ấy, đúng không? Vâng. Đấy, chứ không có cấm cản được mình, đúng không? Vâng. Ừ. Còn là nếu mà sau này mà ông ấy mà làm thêm quá cái gì ấy thì lúc đấy mình sẽ bảo bên bên xá, người ta sẽ vào can thiệp cho mình. Vâng. Tại vì đúng là cái đất của ông ấy thật, nhưng mà bên xá đã lấy lại để mở đường rồi. Đấy, còn vừa nãy thì anh cũng có mua thịt lên một ít nhá. Vâng. Đấy, một tí nữa thì lấy thịt đấy để nấu ăn luôn nhá. Vâng. Hôm nay thì anh cũng trích tiền của bà An Phạm ra thôi. Hay hôm nọ thì tiền còn ở chỗ anh nha một chút đấy. Vâng. Hay thì anh cũng trích cái tiền đấy ra để mua cho em. Vâng. Còn là bây giờ thì chắc tụi anh em mình cũng đi làm tiếp đấy nhỉ. Vâng. Hay cái câu chuyện kia thì cháu Lực sẽ đi vào và một tí nữa cháu Lực về thì cháu Lực sẽ vào tận nhà của cái ông ấy để cháu Lực hỏi xem thực hư là ông ấy như thế nào. Cháu Lực cũng nghĩ rằng là ông ấy say rượu và nói lung ta lung tung thôi. Sử là có biết nhà ông ấy đúng không? Có. Nhà ông ấy thì có phải là cái nhà ở dưới cái điểm trường hay không? Phải là. Phải rồi. Vâng. Rồi. Anh em mình đi cùng nhau làm tiếp đi. Hay sự em Sử thì một người mà rất là hiền lành ấy cô bác, cho nên là người ta cứ càng ngày càng lấn tới bắt nạt em ấy mọi cái luôn. Bây giờ thì sẽ cùng Sử làm một chút nữa thì cũng đến giờ là đi nấu cơm ăn cơm rồi cô bác. Có vẻ là cũng rất là nhiều được nhiều thóc ấy cô bác. Cắt từ chỗ kia ra đây thôi đã được gần một lư đầy rồi cô bác này. Cái lư này thì nếu mà đầy ự ấy thì làm được 2 bao. Cái này thiết kế như thiểu một cái cánh buồm ấy cô bác nhỉ. Cái này thì từ thời rất là xa xưa rồi cô bác. Làm 2 cái tấm chắn thế này để lúc mà mình đập lúa xuống nó sẽ không bị văng ra ngoài, nó sẽ rơi xuống đây. Đấy, từ thời các cụ này các cụ thiết kế thì cũng đỉnh của chóp đấy nhỉ. Không vừa đâu Sử nhỉ. Vân. Vân định bao nhiêu thì lấy vợ? Em ạ. Đúng rồi. Em tầm 25 lấy thôi. Tầm 25 lấy à? Tầm 24 rồi nhỉ, phải không? 25 lấy à, năm nay 24. Có người yêu chưa? Có rồi. Người yêu bỏ. Người yêu bỏ rồi. Tìm được một đứa rồi. Đã tìm được một đứa rồi. Nhanh đi. Thế là quyết định là năm sau cưới đấy. Ăn Tết xong à? Ăn Tết xong à? Mời bạn anh lên nhá. Lúc ấy chọn Sử làm phụ rể á, có làm phụ rể không? Có. Có làm phụ rể à? Ui đây này, chuột sóc này nhìn ra đây đào này các bác này. Đây thì có một lố tròn tròn, không biết là lố con gì đây. Đây. Cái chỗ này thì nó có vẻ là bị dính nước của bác này, nó thành ra là nó rất là ẩm ướt luôn. Ây da. Ra bên kia thì có vẻ là cắt dễ hơn rồi nhỉ. Mỗi cái thửa này với cái thửa kia thôi, cắt ra nó hơi khó một chút. Chắc là chắc là lên rồi bây giờ sẽ lên. Nhưng mà cái này mình cái này mình cho nó để vào đây cho mấy đứa nó tốt mà. Đúng rồi, đây không can được. Đúng rồi đấy. Cái này mình còn dùng làm rơm được nữa đâu. Cắt chỉ cắt mấy cái cây to này thôi.
Mấy cái này thì mấy nữa mình ủ lại ấy, đến năm sau ấy cô bác thì nó sẽ phân hủy ấy, thành ra là nó sẽ lại tốt cho ruộng của mình rồi. Đang chỉ cắt như thế này làm rơm thôi. Thế bây giờ thì sẽ thay đổi cái chiến thuật mà anh em cắt lúa các bác, chỉ cắt nghiêng bông thôi, còn cái phần gốc của nó đi. Phần gốc của nó thì mấy hôm nữa thả trâu để cho trâu ăn. Đó. Bây giờ chắc là hai người cắt thì hai người đập đấy nhở? Vâng. Tí nó cơm nhiều nhiều nhá, xử nhá. Vâng. Nay anh báo thêm 2 suất đấy. Vâng. Từ đi có cái câu chuyện mà gì mà khó ấy thì bảo anh nhá. Vâng. Để anh biết để anh tìm cách để xử lý được. Vâng. Nói như cái câu chuyện vừa rồi ấy, thì em bảo với anh ấy. Để anh đi vào và anh nói chuyện với ông bác xem là cái thực hư là ông ấy là như nào. Có khi là chỉ là ông ấy là ghen tị thôi. Chỉ là ghen tị nhà xử là có chuẩn bị làm nhà thôi ấy. Trên nhà của ba ông cháu thì vẫn còn dùng bằng cái cách thủ công này cô bác này, là dùng tay để đập xuống ấy. Còn dưới khu nhà của cháu Lực thì hầu như là bà con là đều dùng bằng cái máy tuốt hết rồi, nhưng mà máy tuốt dùng bằng xăng thì mình vẫn phải cắt. Ôi chỗ này lại có ướt nước nhỉ? Nào. Nhà xử thì hôm nay chắc là 4-5 người làm thì chắc là phải đến
một ngày thì mới hết được chỗ này được cô bác ơi. Thế mặc dù là nó chỉ có 3 thửa thôi nhưng mà cắt rất là khó ấy. Vậy thì bây giờ thì công việc thì cũng chỉ là xem là thời tiết mà ủng hộ nó thôi. Thì cũng đã lấy được vật liệu vào rồi cô bác này. Hôm nay thì cháu Đức cũng lên và được em Sử là nói đưa ra một cái ý kiến như vậy cô bác. Thì lúc mà cháu Lực đăng tải lên thì cô bác có những lời góp ý thì có thể là điện thoại cho cháu Lực để cho cháu Lực biết cái cách mà xử lý hơn, cái cách mà xử lý mà nó đầy cái tình cảm hơn cô bác nhá. Thế còn cái thước phim hôm nay chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.